Trong số 4 nạn nhân của vụ tai nạn nói trên, ngoài một nạn nhân đã tử vong thì 3 nạn nhân còn lại đã kịp thời được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện y học cổ truyền gần đó. Rất may cả 3 nạn nhân này không bị chấn thương nặng. Cả 3 nạn nhân đã được xuất viện trong chiều ngày hôm nay. 3 nạn nhân bị thương là anh Lê Văn Định ở Thanh Ngoai, Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Phong 54 tuổi và vợ là bà Lê Thị Hằng 49 tuổi ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông. Thời điểm xảy ra tai nạn khi ông Phong chở bà Hằng trên đường đến bệnh viện Tuệ Tĩnh khám bệnh. Khi lưu thông qua khu vực xảy ra tai nạn, thanh sắt rơi trúng người khiến ông Phong bất tỉnh, còn bà Hằng bị thương nhẹ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đã kịp thời đưa anh Định, ông Phong và bà Hằng vào bệnh viện y học cổ truyền ngay gần đó cấp cứu. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các nạn nhân vẫn còn hoảng sợ sau vụ tai nạn. Chỉ có đang đi thì thấy đánh xoảng cái thì thôi là tôi sợ quá, đấy sâm thối mắt là tôi chả nhìn gì, thấy gì nữa là người ta dìu tôi vào vệ đường, thế nhưng còn tôi chả biết gì. Các bác sĩ ở đây cho biết các nạn nhân đều bị chảy sức nhẹ trên mặt và ngực. Dù đã tỉnh táo nhưng cần phải thực hiện các chiếu chụp xét nghiệm để có kết quả đánh giá tổng thể tổn thương của nạn nhân. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều người nhà nạn nhân rất bức xúc về sự cố trên. Thì thực ra từ lúc đấy đến bây giờ là tôi chưa thấy một cái ông nào bên công ty đến hỏi thăm gì. Cơ thể con người, thân thể con người như thế này, mà bây giờ cũng may như thế này, gia đình này chỉ biết cũng là may. Với người khác bây giờ đã chết mất rồi, thì ông cũng như thế này. Nếu được yêu cầu là bên thi công là cũng phải có một cái bảo hiểm như thế nào là an toàn tuyệt đối. Chứ còn đang đến giờ người ta đi làm ăn như thế này mới xảy ra, rất là đau lòng với gia đình của bên. Cũng trong chiều nay, cả 3 nạn nhân được chuyển đi thực hiện các chiếu chụp tại bệnh viện 103 và bệnh viện giao thông vận tải. Kết quả ban đầu cho thấy các nạn nhân đều bị tổn thương nhẹ, không nguy hiểm đến sức khỏe. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã trao số tiền hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân bị thương là 5 triệu đồng và nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng, trích từ quỹ an toàn giao thông của thành phố.